những người làm ở trong bộ tổng tham mưu thôi, chứ còn đa số những người mà ví dụ như sĩ quan, mà sĩ quan tác chiến thì mẹ nó cũng ở trong rừng như tao chứ đâu có ở nhà đâu ngoài. Cho nên vì chỗ đó nó cũng không biết, nhưng mà hình như là cái điều đó là cái điều dân gian mình hay nói, là bởi vì thường thường người ta nói một cách khoác là những người sống chung với cái gia đình của người có sĩ quan, có xe dép đi về hàng ngày, có lính bảo vệ đi theo, là súng ống luôn, tự nhiên thấy ta kiêng sợ. Kiêng sợ chắc, không phải là nể nha, không phải là nể, nhưng mà kiêng sợ. Người ta nhìn bằng một ánh mắt ái ngại, thì có thể là một vài câu nói để mà lấy cảm tình cũng không nhau. Dạ thưa ông đại quý, bà đại quý, cái chuyện chuyện bình thường thôi, bởi vì người ta sợ, ta kiêng sợ. Cho nên vì đó cái chuyện đó là chuyện đời thường thôi, không có gì cả. Cái đó chắc chắn là có rồi, ta theo tôi nghĩ là có. Nó Thì còn có không, một cái nữa. thì ý cô nói là đời thường, nhưng mà ý cô nói chính vì cái khái niệm như vậy nó ăn sâu vào họ, đâm ra những người mà ở bên bên Cali bây giờ đó, khi họ đề cập về vấn đề mà hòa hợp dân tộc á, họ họ ra với thái độ rất là kẻ cả, đúng không ạ? Trong khi họ là người thua trận, đã là mà họ ra điều kiện là Nói muốn muốn hòa hợp là phải thế này phải thế nọ với họ, tức là nó ăn là sâu nói cái tư bây duy giờ đó bố. cái tư duy được, cái tư duy đứa con nít đồ. Tôi nói cho mày nghe này, tao chẳng có đại diện cho ai cả, nhưng mà tao nói cho mày nghe một cái điều này, là mình nói đến mà nói trên cái phương diện là coi như là hai kẻ đi, hai kẻ, một một kẻ chiến thắng với kẻ chiến bại. Một cái thằng chiến bại thì mày không năn nỉ tao thôi, tao mẹ mày cà chớn tôi đục vô mặt mày, chứ ở đó mà tao phải đi hạ mình, nói thẳng là vậy đúng không? Đúng. Mình nói cho mình nói vậy cho nó vuông. Anh không có quyền gì đòi hỏi, anh không có quyền gì đòi hỏi, bởi vì ở đây đất nước Việt Nam mà nói cho cùng thì người ta nghĩ tới cái chuyện mà đúng ruột ngàn dặm, người ta nghĩ tới là mày là mần chết mẹ rồi còn mày đặt yêu sách đủ mà mai mốt giờ tao thì đéo phải ta tao không có quyền hàng gì cái, còn tao có quyền hàng tao nói kệ mẹ chúng nó đi, đủ má đừng có nói chuyện của nó nữa, đủ má là nó khóc liền rồi, nó khóc bảo đảm nó khóc liền rồi. Đúng, Rồi. đúng đúng vậy không? Đủ Dạ, đã rõ ràng. thua, đã bại, đã nhục nhã chứ không hết rồi, biết bao nhiêu những cái lựa. Tao có lẽ ngày xưa tao cũng mù mờ lắm, tao không hiểu, nhưng bắt đầu từ ngày lên mạng rồi xong siêu tra lý lịch tư liệu các cái rồi nó lòi ra tùm lum tùm la, thì mình cảm thấy là cái xã hội ngày xưa nó chẳng có cái gì để đáng tôn sùng cả. Nó thẳng mày, tao thì không không đụng vào những cái lá cờ, bởi vì cái lá cờ đó dù bú mới là gì không cũng có, từ hồi nhỏ tới lớn cả nửa đời người tao đi theo cái lá cờ đó, bởi tao ở miền Nam mà rõ ràng người ta không đụng tới lá cờ. Nhưng mà những người đứng dưới lá cờ đó toàn là những cái thứ trà trời ơi thôi, tổng thống vợ tổng thống cũng rồi, buôn lậu rồi, đủ trời đủ trò đủ chức, gọi là tham nhũng từ lưỡi, nói chung không có gì gọi là đáng để mà tôn trọng cả. À, chính vì vậy, bởi vậy mới bị nó bỏ rơi. Và cái thằng cha mà tướng thao tướng mà đại tướng của cái thằng cha mà ở nước Mỹ này, nó còn thậm chí nó còn chửi nhục mạ ghê gớm, mấy cái lời đó tao không muốn nói ra, ở đây nó có sách có sự có nguyên văn luôn mà. Rồi mà rồi ông Johnson ông còn nói đồ thứ chó đẻ này kia đủ, mà trời ơi đủ, nó nhục mạ một cách rất ư là nhục nhã. Rồi xong là ông Thiệu ông lên ông có than vãn, mày cho tao nhiêu tiền tao đánh bao nhiêu, còn đến nói chung là tắt thằng tắt điều đó, là cái sự thảm hại, cái sự thảm hại nhục nhã mà ê kìa. Nhiều khi mình không muốn nhắc lại, bởi khi mình nhắc lại mình lại nhục nhã hơn cái điều là mày tin rồi đó không. Cái hại như vậy, bây giờ tôi nói nghe là mày là mày bị thua trận, mày ăn cắp gà, nhưng mà mày nói như một lần thôi thì thằng ăn cắp gà nó còn cùi cùi, nhưng mà ra ngày giữa sớm mà mày la lên để cho thiên hạ đều biết mày ăn cắp gà thì đủ mày nhục cỡ nào, đúng không? Nên là vì gọi như đó là mình cũng không nhắc lại làm cái gì, bởi vì dù muốn có dù không mình cũng đứng ở trong dưới cái chế độ đó thì thôi, cái chuyện nó đã qua rồi mình không nói. Nhưng mà tụi bay định thượng quá đáng, có nghĩa là tụi này rồi. Bởi tao nhiều khi tao muốn nói thôi kệ cha thì mệt quá, đừng ba đứa nít răng, trừ trường hợp thằng nào già già cỡ bảy mấy 80 lên nói chuyện thì mình có ngang hàng ngang ghế, mà mình thấy rõ ràng mấy ông đó trại mất dép, thậm chí một cái nhục nhã này mày coi cái nữ dòng Red TV còn cái cha gì đó đụng mà chứ lên thấy ý với cộng đồng mạng này được chữ quá trời quá đất đùng chứ lên, cái dòm tối dòm lui xong cho rút lui cho nó thôi cha không chơi nhục quá đủ quá, nhục ở đó vậy đó. Thì thôi vậy đủ đó, đừng có like nữa nhiều tới đất á, đủ thằng này đưa cái phạm nó ô sao kỳ vậy, đủ má chạy mất xác dép chạy mất đủ bỏ lại Khải Đào với thằng cha ông già Nguyễn Bình Cường đủ má còn kia trốn mất tiêu luôn, má thấy nó nhục cỡ vậy, nhục ra mặt luôn mà nhục có sách nó có dính luôn đủ, sao không phải vậy mày chưa biết mày đặt yêu sách, mày lấy cái tư cách kiểu này yêu sách Dạ đúng rồi. đúng, mày lấy tư cách gì? Thành ra nhiều khi tao cũng không chẳng buồn nói, tao chẳng buồn nói là bởi vì sao, tại nó hạ đẳng quá đi.
nó không có đủ đẳng cấp để mà nó nói chuyện với mình. Tao là người dính ướng ra con quà, nhưng mà tao còn biết nghĩ lại, tôi biết đâu là đúng, đâu là sai. Có nghĩa là mình cảm thấy đúng thì mình theo, còn không đúng thì mình phóng bán. Còn cái này sai mét, sai hoàn toàn, sai từ đâu, sai từ lưu hồng dưa, đã sai đã vậy, đã sai mà còn có hình ảnh mà là ghê, sai của chính thật mà hỏi nó đó vô, hỏi nó thì nó không biết, đồ không biết xem nên làm gì. Thấy đồ khi con bởi tao thiệt mày nói chuyện tụi này là hao nước bọt, tốn nước miếng, tốn calori, đồ mà bữa nay bà xã tôi bệnh, tao phải nấu cháo đồ đỡ hơn để tốn công tốn sức, đồ qua lên đây mà ngồi gây lộn tụi nó thiệt mà nó uổng thời gian, nó uổng phí thời gian đấy. Bởi vì khi mà nói với một người biết điều hoặc người ta biết lắng nghe thì cái chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi. Còn cái này mình nói cỡ nào giống gì rắc thêm bùi nó mới lên nhà của nó mới ngồi còn bơi dạo ở thằng bằng kia, rốt cuộc thì cũng vậy rồi, cũng ăn trên sinh xã hội với tôm hùm mà đủ nó chẳng khác có gì không. Nó không có một cái gì mà mình cảm thấy đổi mới đỡ ốc lên chứ. Đồ má nào là nghèo đói rồi đường rì xe lửa gì trời, tàu lao đồ. Trong khi đó ở nước Mỹ này nó te tua, mà biết kỳ rồi thì con đọc báo không biết đó, ở tiểu bang phố thì nó mới tuyên án cho cái thằng mà giết cái thằng giặc roi ở năm ngoái, tháng năm năm ngoái đó, thì nó kết rồi thì hai tháng sau, tức là 40 ngày 60 ngày sau bắt đầu nó mới tuyên án. Nhưng mà ba bức án thì tất cả tổng cộng là 75 năm, nhưng mà bây giờ coi lấy trung bình đi coi như nó 40 năm, thì này nó bị vậy đó, lý do tại sao. Nhưng mà cái bản án này là bản án lịch sử của nước Mỹ, thì từ hồi xưa tới bây giờ lính và cảnh sát Mỹ nếu mà nó không xử cái này ra thì nước Mỹ nó sẽ banh ta lông hết trơn trời, mà hiểu không, là cái người dân ta phẫn quốc, người ta biểu tình, người ta đập phá được, thì bây giờ nó phải kết án làm gương. Nhưng mà đúng rồi, bởi vì ngày xưa tới bây giờ cái xã hội của nước Mỹ và tụi Mỹ trắng nó như là tụi cảnh sát Mỹ nó hầu như là nó một cách khác, là nó nôm na là nó kỳ thị chủng tộc quá đáng, và dùng đẳng, rồi dùng những cái gọi là dùng những cái sức mạnh mà không đáng dùng đó, có nghĩa là không, là người ta không đáng chết, người ta không có là cái gì cả, người ta không vũ khí không gì cả, nhưng mà nó vẫn làm cho người ta chết, thì cái đó thì mình dùng cái thi hành là luật mà nó quá đáng đó, thì quá chớn ra, quá chớn đúng rồi, nên là bây giờ phải ngăn ngừa. Bản án này giống như cái lời cảnh cáo cho những người mà lính cảnh sát để mà thực hiện nhiệm vụ của mình. Không ai cấm ông thời vụ, cái điều đó rất là tốt, không có gì cả. Nhưng mà đôi lúc những cái chuyện ví dụ như mày biết rồi, đứa trẻ học sinh cầm cái viết chì không gì uống chì không mà nó cũng bột cho người ta chết, rồi cái thằng kia nó về nó kêu mẹ nó, mẹ nó nghe thảm lắm, cái bà nó gọi mẹ nó thì mẹ nó bây giờ nhấc lên, ba phút sau là thấy báo con bà chết rồi, bà ba con coi như coi như cái thằng đó là nó chưa kịp hỏi là mà bố lý có chuyên đề hay không luôn, đúng không, nó chưa kịp hỏi là mấy ông cảnh sát là có đi chặt con đúng không, chưa kịp hỏi là có chuyên đề hay chưa, đúng không, hoặc là nó chưa kịp mà nó quay, nó cầm camera nó bảo chứ để tôi quay tôi giám sát cảnh sát hay chưa nữa là tiêu rồi hả, tiêu rồi đủ rồi thì... đó là một cái xã hội, một cái xã hội của Mỹ hiện giờ. Mày nghe Dương Trung Hiếu em ta nó lên nó nói bây giờ nó không dám đi đâu cả, mà thấy là ở nước Mỹ mà người dân mà không dám đi đâu cả là biết rằng bơi đi ra là lo lắng đủ trò sinh cả đủ thứ, vừa dịch bệnh là vừa bắn giết nhau, bởi vì người dân ở đây mỗi người đều có súng, rồi chẳng những súng cảnh sát cũng súng, rồi khó gì bắn nhau gì đâu. Hầu như một ngày ở nước Mỹ xảy ra khoảng mấy ngàn vụ bắn mà không có gây đại khái, bắn qua bắn lại rồi bị thương thôi, chứ nó không có cái tính cách là chết người á. Rồi nó mới bắn ở đâu nữa này, khổ ghê rồi. Nhưng mà như trước cái phiên tòa mà kết án cái tay cảnh sát gì đó là cũng có bắn chết một cô bé là 15 tuổi đúng không, muốn không? Đúng rồi, đó nó khổ vậy đó, nó thiệt mày mới vậy đó. Đó, tự do cái kiểu Mỹ là vậy đó. Mà coi có nào lên đồ má mà giải thích cho tao rồi tự do làm sao, bình yên cuộc sống làm sao, giàu có làm sao, bây giờ dân mà thất nghiệp tràn lan homeless đầy nhà đồ má. Tụt mà bị rõ ràng là nó thuộc về nước Mỹ, mà theo mình nói chữ mình tiên đoán thì không có đúng, nhưng mà không biết gỡ sao để cứu này. Nước Mỹ thường thường bây giờ giống như kiểu như tới kỳ mạc vận rồi, đủ thứ chuyện trên đời. Cháu Bùi Tùng nó hỏi bố là bắt cầm phu nhân bộ bị bệnh hả, cho nó gửi lời hỏi thăm. Đúng rồi, thì cảm ơn con, rồi bà thì cũng khỏe, chứ đây bà đàn bà mà khi mà chích ngừa ra thì nó hành nó không đi chích ngừa, bà đi chích ngừa rồi, chích ngừa mũi đầu tiên thôi. Cảm ơn các con nha. Là bố phải nấu cháo à, là bố phải nấu cháo cho bác cá ăn hả? Đúng rồi, nấu cháo bà nghĩ bữa nay không đi làm được nè, mà hãng nó cũng kêu nhà đi để cách ly, tự cách ly,
trên nguyên tắc về 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 chích ngừa thì con cũng hiểu là tất nhiên là họ đã chích vào trong người mình là virus COVID, nhưng mà đã được làm yếu đi Đúng để rồi, cho bảo đó vệ mình thôi. để mà mình sinh Đúng. ra kháng thể để mình chống lại, hiểu không? Thì cái điều đó, nhưng mà khổ nỗi cái người nào mà yếu thì nó giật giật vài bữa thì nó cũng hết thôi, chứ không có cái À, gì. có như vật là phải ăn cháo, là đòi hỏi phải ăn cháo đúng không? Không phải đâu, tao tao tự nguyện tao nấu, không nấu À, tôi nghe nó tự vậy 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 không bác gái có kêu bố cầm là lên kê bắt con le le vậy, nấu cháo le le không? có bắt quỳ gối chết mẹ luôn, đứng đó để chờ sai luôn. Nói chung là thì mọi bữa nay thì ta nghe Việt Nam là bữa nay là giỗ tổ thì ở bên báo ta mới đọc nè, báo VN Express nha, thấy chiếu một video là thiên hạ đổ xô nhau đi chùa đi cúng, rồi nói chung là tất cả rất là vui, nói chung là họ ăn không có gì phải phiền hà cả, rất là vui. Ngược lại bên Mỹ này, ngày nào từ bắt cái ngày mà cũng gần 2 năm rồi, năm mấy là bắt đầu từ ngày mà xảy ra cái vụ biến cố của thằng Mỹ Đen nó chết bên tiểu bang của, thì bắt đầu từ đó tới giờ là mày thấy rồi đó, quán xá những người châu Á này kia rồi nó bị úp sạch trời đồ, nó càng trăm thứ chuyện, nó không có yên bình giống như ngày xưa cách đây quá rồi. Ngày xưa nó cũng có cho bài là không, nhưng mà nó không có lên cao trào, cũng giống như kiểu như mình nói là nó ầm ĩ nó cháy nhưng mà không ai đút lửa vô, người là bồi ra để cho nó bùng lên. Bây giờ nó đã bùng lên rồi, thậm chí cái phiên xử ngày hôm qua được của thằng mà George Floyd thì thậm chí tổng thống như là phó tổng thống cũng phải lên tiếng, mà thấy không, ông đã nói một câu cái rất là ông thở phào một một cách là nhẹ nhàng, bởi vì ông hiểu được là nếu mà không có cái tòa án mà không xử đúng, không đúng người đúng tội, thì ông sẽ nghĩ là nước Mỹ này sẽ để bất bất an hơn nữa. Và sau khi đã tuyên đã người ta đã đưa ra, mặc dù chưa tuyên án nhưng mà cái kết quả người ta đã biết trước rồi, Xoa ba dịu. bước người ta đã biết trước rồi. Thứ nhất là tổng cộng 75 năm tù, không có cái chuyện mà tha bổng, mà cũng không có chuyện tại ngoại hầu tra nhốt luôn, chờ mấy chục ngày sau là bắt đầu tuyên án chính thức. Thì ông thở phào, ông nói đó là công lý đã được thực thi. Nhưng mà mày nhớ kỹ, cái này là quay đánh dấu một cái sự kiện rất là lịch sử, là bởi vì từ hồi xưa tới giờ chưa xử người cảnh sát Mỹ trắng nào ở tù cả, chưa có một vụ án nào tương tự vậy từ ngày lập quốc tới bây giờ. Bây giờ bởi vậy cái người dân da đen á, dù mà ta đang hồ hởi phấn khởi, ta đang vui xoa dịu là được được xoa dịu, cái đó cũng là một cái điều hay, nó là tâm lý. Nhưng mà cái dịp cái kiểu này chưa hết thì cái kiểu kia nó lại lên nữa, lại Điều có khác một lên. cái thằng điều khác nữa, khổ vậy. Thành ra lúc nào mình cũng sống trong cái sự lo âu rất là mệt mỏi này. Tao nhiều khi tao đi chợ đi búa, tao cũng đáng tao đâu kiếm một chỗ nào gần nhất, tiện nhất và an toàn nhất đi thôi, chứ không có dám đi lang thang đi lựa rồi ngồi đó giống cái kiểu như mệt là bởi vậy. So với Việt Nam thì ngay là tại đây ở Việt Nam họ ung dung ăn chơi ăn nhậu đủ tùm lum tà la, vậy mà cũng so sánh cái gì, thôi thấy bắt bạch lại luôn á mày, nhức đầu. Có người hỏi bố là hôm nay là Mỹ giá xăng tăng chưa, tại vì có bên đó có nghe phong trào là kêu gọi đi tự thiêu toàn toàn cầu gì đó để chống cái ngày mà Việt Nam ăn mừng 30/4 đó, thì hỏi bố là xăng bên đó tăng giá chưa đó. Má xăng bữa đây chỗ tao thì cũng tăng chút ít rồi, hai hai Tăng ba chục hả? tăng rồi nhá, Tăng mà cái hả? điều tăng nhưng mà nó sợ vụ này đấu hay, cái đầu cơ hay lắm, rồi má mà mua mà trời toàn là gió bồn không, mà thấy không khổ toàn là như vậy. Tao nói mày thường thường á, muốn nói cho bất cứ một người nào nghe có tính cách tuyên truyền, anh phải nói không cần, anh phải nói đúng 100%, anh nói 50% thôi, nói đúng anh tuyên truyền đúng. Còn cái này coi như thế nó mở miệng ra là thế, nó láo xạo, nó mở miệng ra là nó xạo thì hỏi ai tin, không ai tin cả. Người dân trong nước bây giờ họ khôn bỏ mẹ luôn rượu, nói chung thậm chí cái đám dân chửi cụi trong nước cũng khôn đủ, nó cái bộ nó chỉ chửi chửi gỡ tiền gỡ 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 đủ, nó ngồi nó ăn nó nhậu không đủ, nó làm địa ngục cái gì đủ quá đúng, cái vụ nó ăn kiểu nó bào mòn đủ quá vậy, Đúng rồi. xong rượu nó bào 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 mấy ngày ngu rượu gỡ tiền cho nó ăn thôi đủ quá đúng không. Trời ơi đủ mắt tao thì không có thằng nào mà qua dân Việt Nam hết chứ, dân Việt Nam mà thuộc dân tao nói mà rồi, tao nói từ lâu lắm rồi, tại làm sao mà thằng Tàu nó đô hộ 1.000 năm chứ đâu ít đâu, 1.000 năm mà nó không đồng hóa nổi từ Việt Nam đồ, bây giờ Việt Nam đếm thúi mà đồ nói chung là đếm từ A tới Z thì ta không bao giờ đồ, bởi vậy khổ Có ở rồi. dưới có cô bé Tuyết Mai nó đề nghị vậy, bố cầm đi ra đầu cơ xăng đi.
Về bởi vì nếu có tình hình này mà nếu mình phát động phong trào tự thiêu toàn quốc á là ê, toàn đâu cầu á là xăng lên giá đó. có càng ngon càng khổ. Ở Đó. mấy bữa nay thì gần tới ngày lễ 30/4 thì bên này nó cũng có nhiều cái buồn cười, nhưng mà À. có cái buồn cười nhất là bây giờ lên trên các diễn đàn đó nha, những cái ví dụ như là Vũ Huynh Trưởng, những cái thằng bị gọc gọc ngày xưa như là chủ tịch cộng đồng, tôi dồn qua tôi dồn lại tôi đi kiếm lá cờ kiếm không thấy mày, trời ơi. Kìa. Ủa trốn nó mất tiêu không biết nữa. Đủ, bây giờ bởi vì tao cũng bớt lên cái chuyện mà ông Hoàng Duy Hùng mà luật sư thì ông mới nói cái vụ án mà tấn công vào tòa nhà Quốc hội mà cái lá cờ nằm trên đó họ đã tìm ra và người mà hung thủ họ đã xác nhận, thì bắt đầu Dạ. từ đó là cái bản án đã có rồi, thì cái lá cờ đó vô tình giống như kiểu như là một cái lá cờ tượng trưng cho cái sự khủng bố nước Mỹ, thấy Dạ. không? Thì đó vì chỗ đó thành ra bây giờ lá cờ đó không còn nó không còn mạnh giống như ngày xưa nữa, nó hẳn ngày xưa rồi. À, coi như là người ta chuẩn bị ra phán quyết về cái số phận của lá cờ luôn, đúng không bố Cầm? Không cái đó thì không có nói, nhưng mà cái đó là không phải là sáng với lá cờ, mà những người ta ra phán quyết là những người nào mang lá cờ đó vào À. thì cái lá cờ nằm trong tổ chức nào sau này người ta sẽ điều tra, nhưng mà bắt đầu từ đó tới bây giờ thì những anh chàng mà ngày xưa tay to mặt bự nha, chủ tịch cộng đồng vũ trụ gì đó đại khái hồi xưa hay ngồi chễm chệ ở sau lưng lá cờ các cái đủ thứ vượt ra, sao bây giờ tao không thấy nữa, không ông nào đưa lên có hết có trơn. bố có khi nào sẵn câu chuyện đó thì thứ nhất là 30/4 năm nay họ không muốn rầm rộ, mà họ không rầm rộ thì họ mắc cỡ, Đúng rồi, mà khi họ mắc bị cỡ họ thì bắt đầu họ họ đổ thừa cho dân à đổ Covid, thừa đổ rồi à Covid, Covid tức là cái Covid là nó tức là họ đổ thừa là đổ cái thừa. cờ cũng 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 nhiễm nhiễm Covid luôn đúng không, đâm ra là cho Đúng nên đúng rồi, là đúng không, đúng là đúng rồi, sợ bất sợ cái cờ nó cũng là trung gian lây Covid, đâm ra là thôi năm nay chính thôi xác không không có mang cờ đi nữa đúng không. À con hiểu rồi. chính xác là có nghĩa là họ ngại đem cái lá cờ ra là bị tụi FBI nó vô cho bụp liền đồ, mà tức là bị À đó, nhưng mà lợi dụng hơn hay bằng hơn đủ quá, cho nên có nghĩa là dịch Covid này cái đủ thừa cho Covid đồ bao nhiêu, à thực chất họ 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 không dám làm cái này là à thằng trên nửa dòng trái đất, như ông gì ông đứng đầu bạc cũng chào nói chú Phú. rồi, ông nào cũng nói rồi chứ không phải đâu. Cái nguyên nhân là họ không dám đem lá cờ ra nữa, và bắt đầu từ đây mấy cái cuộc biểu tình rồi gì rồi phố bên Sa TV có bác bố cũng chiếu cho con coi rồi đó. Đúng À má, đâu có đâu 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 có dám đem cờ ra theo đâu, rồi hồi xưa rầm à rộ dữ lắm đồ khó vậy đó, thì tao nói mày rồi sức mạnh bây giờ nó không còn nữa, nhưng mà sức mạnh này sức mạnh theo tao nghĩ là vô lý, mà thấy rất là vô lý. Tao cũng đã nói từ mày hoài, nghĩa là những người mà có thẩm quyền quyết định cho cái số phận của cái cờ là những người chớp bu, chẳng hạn như là ông Dạ. Thiệu nè, ông Kỳ nè, ông đại tướng quân đội của Cao Văn Viên nè, những người đó họ đã Dạ. không đã làm im rồi và ta không còn nhắc tới, và người ta đã phán những cái câu rất ư là chuẩn mực, coi như kinh điển rồi. Dạ. Cái ông Thiệu ông đã nói làm sao, ông nói là nhà nước Việt Nam Cộng sản là được Liên Hợp Quốc công nhận đó là một chính quyền hợp pháp, Dạ. rõ ràng đó Chào là ông Thiệu Khương nói, đó là ông Thiệu nói. ơi. Ông Kỳ ông nói đủ mà nước có mất cho Tây cho Tàu gì đâu mà đi phục đồ có thứ gian Dạ. xảo đồ đó, đó. Hai ông phó ông chánh, ông thứ ba này cũng ghê gớm, ông này cũng ghê gớm là đại tướng Cao Văn Viên, là ông là tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng hòa, ông đã từng nói ông là lính mà ông không ông đi hành quân mà phải được lệnh của Mỹ ông mới đi, có nghĩa là hầu như là không được lệnh là không được quyền đi, địa sự chia xối hoàn toàn đồng bộ, thì tao hỏi mày như vậy thì còn con mẹ gì nữa nói được, lột trần cái chân trời rồi mệt quá thì bây giờ cãi lộn này, cậu cãi lộn đối với mấy cái thằng bụng chó này khỏi là một con mẹ gì đồ thứ nít răng, đúng không, đồ thứ nít răng, tao tao liệt cho ruột ra, bây giờ nó muốn nói vậy đó, bây giờ hết chuyện rồi, bây giờ nó chuyển qua cái đường rầy xe lửa mới là ghê đúng Dù gì nữa là sao nữa quá. bố, là sao là đổ thừa được rồi sẽ lỡ nè. Đường rầy xe lửa đủ qua Hà Đông gì đó qua Hà Nội, tại sao ti công tiến đủ mới khổ nè, tao kể nghe được từ cây rồi từ cá từ biển nè từ À đặc đặc ừ khu nè mật ước thành đô nè đủ, không có cái gì dạ ra cái gì, không có gì dạ trên đủ mà tào lao phí lao mà bây giờ nó đủ thừa chứ không nói cho nó nói đủ mà. Đường rầy xe lửa rồi gì Hà Đông gì cái gì ly cái đó đủ mà À, tuyến ăn đường sắt trên cao, tuyến đường đúng sắt trên rồi cao đó đó à, thì bây giờ cái cắt lên Hà Đông. đại khái là vậy, nhưng mà ta mới nói Ừ. là vỏn vẹn bữa nay ta mới nói là cái chuyện đó là chuyện của nước nước Việt Nam, không Dạ. mượn mấy mấy bay chia vô để người ta Dạ tự đúng động rồi. người ta lại
chẳng có, mày không có giúp ích được cái gì trên trời, mày ngư hoài, mày không có giới, mày không có thẩm quyền, không, mày không phải là người dân trong nước, nói chung là vậy, mày cũng không có thẩm quyền cả, thì mất mới gì chuyện của người ta, hơi xích đối với cũng chống chuyện người ta, vợ chồng người ta xích bích cái đủ tiền nhào vô giành tướng vô làm gì, đủ có giác vào chém chết mẹ giờ đủ. Đúng rồi. Đúng không, chuyện tào lao mới tuổi này nó không mệt, ta mới tuổi này nó không có đẳng cấp, nó không có đẳng cấp mà nó cũng chẳng có cái gì gọi là. Thì qua cái diễn đàn của thằng Tèo đó, đồ khổ mà thấy không, toàn là đấu tranh tránh đâu, toàn là tình ái lăng nhăng, rồi tiền bạc kia không đều, rồi quýnh lộn, quýnh là, nó chỉ đụng cả một cái đám bầy nhầy, rồi bầy nhầy, thịt heo hoặc là thịt bò, mà thường thường ta làm bầy nhầy, rồi má là biết tụi đó rồi, hầm bà làm sẵn khấu, đâu có đám ôn gì, từ gái cho đến trai, rồi má bởi khốn nạn, tụi nó, vậy mà nó làm lứt rồi, nó đòi đi cái gì, nó đòi đi, lật đổ chế độ mới là ghê chứ đồ má. Quá nghe cười đủ má, nghe cười rớt răng, răng ta răng thiệt nha, phải răng giải nha, chứ ra không có rớt được đủ má, chứ rớt mẹ rồi đâu nghe thiệt, nghe bực cái ơi trời ơi khổ mẹ ơi. Rồi còn cái gì nữa không thì bố nói đi, bố nói gì không, thì mấy bữa nay thì tin tức vui nó cũng dồn dập, mà nó có nhiều người, mà nó có những cái nguồn tin mà mình cũng thấy là đây này, bây giờ Nguyễn Xuân Phúc là ra Hội đồng Bảo an Liên Quốc là để ghi một cái bản bự tổ mẹ, chủ tịch chủ trì nước trụ trì Hội đồng Bảo an Liên Quốc, mà thấy hoài không, mà thấy ghê không, chính xác. Mày dòm thứ coi chung quanh nó có đất nước gì đang còn hoàng nằm đâu không, mày dòm kỹ coi thứ kiếm đủ lôi lên đủ má, không có hả, không có, nó làm cái gì cho nó mệt đủ má, đó. Làm gì có cửa, làm gì có cửa, ghê thiệt đủ má, ớt lạnh sống luôn, giống nó giống như câu chuyện á, bố Cầm nhớ là cái vụ án mà lúc trước mà Đào Minh Quân lừa cái đám con nhang đó, là kêu mua vé để đi vô gặp ông Trump á, để được chụp hình đang tiệc với ông Trump không, đúng, ai ngờ nguyên con đi nguyên đám con nhang là hùng tiền đưa cho Đào Minh Quân, ai ngờ tới nơi có nào được vô đâu, và cũng đâu có con cha con nào được chụp hình gì với ông Trump đâu. Nói thiệt mày á nha, từ xưa giờ ta cũng đã nói về Trung Trung nhiều lần, là tư cách cá nhân của một con người nó quyết định số phận của đất nước. Có nghĩa là như vậy nè, đây là không phải nói xấu mà cái này ta cũng đã nói từ lâu, lúc ông tại nhiệm rồi, mày cũng là người tư cách cá nhân của ông, ba vợ mà con vợ nào á, đủ cái bà quan gia, bà hỏi sao mày không ở ăn ở, nó kêu bà có con rồi rộng quá tao không chơi, đủ quá thiệt tình, đủ quá, có ai mà đủ ứng cử viên tổng thống mà đi chơi bời để mà đi ông nói gì luôn hả, ông nói gì luôn hả, rồi sao mà đủ mà ứng cử viên tổng thống mà đủ mà đi chơi đỉ mà để nội mà đỉ mà đi đủ quá, đi khiếu đại đi thưa là biết sao mà đủ quá, có tức như là bê bối đủ mấy cái không còn gì để mà nói nữa, đủ gì nói chuyện cho ổng mà thì thôi đủ thứ chuyện để mà nói, nhưng mà trời ơi, trời, tao nghe tao cười và rớt răng luôn, đã vậy thôi. Bạn vậy mình có điều đứa khùng quá, nó cuồng mày. Rồi chính bây giờ ông thất trận cũng xuống rồi, cũng có youtuber, có mấy cái thằng là ù má, nó câu liêu câu vui cô lai, trời ơi, cô lai. Tổng thống Trung trở lại này kia đồ má, sắp sửa vào Nhà Trắng rồi mới là ghê chứ được. Làm những chuyện review mấy điên, mấy khùng, mấy cỡ đó, vậy mà đi phục quốc, trời, đồ má, tao cũng thấy tao lại đó luôn. Buồn cười. Rồi bây giờ nó khó, nước Mỹ bây giờ nó về vấn đề nhân quyền thì không nói nữa rồi, nãy giờ ta cũng đã nói nhiều rồi, còn vấn đề là nợ công ở nước Mỹ thì miễn bàn, bởi nó quá nhiều chúa chỗ mà nợ quá, thậm chí nhiều khi ở nước Việt Nam mình mà thằng Mỹ nó còn nợ 37 tỷ, Việt Nam mình cho vay 37 tỷ của nước Mỹ đó. Mà thấy rõ ràng, tao ta cũng đã mút cho mày coi qua cái số có đó, cái số liệu không, của cái cơ quan nào đưa ra đàng hoàng. Đúng rồi, vậy thì hỏi tự hào cái gì, mà thấy tự hào cái gì không? Dạ. Bây giờ mình chơi kèo này đi bố, bây giờ chơi kèo đi, bây giờ có anh Phạm Sơn này nè, đúng không? Đúng rồi, bố có cái thù tao vô luôn, có đó nữa đó. Hả? Bây giờ mình chơi kèo này, bây giờ anh Phạm Sơn đại diện bên này, bố đại diện bên kia, thì mình chơi cái kèo gọi là nghị quyết 36 đi, đó. Bây giờ anh Phạm Sơn đưa ra điều lên, anh Phạm Sơn đưa lên đưa ra điều kiện, rồi bố coi đáp ứng được không? Đó. Chơi vậy đi, được không? Cái này kèo thơm ạ, kèo thơm á. Nhưng mà giờ tao đổ ngược lại, tao kèo trong nước, còn Phạm Sơn kèo ngoài nước. Anh Sơn chịu không ta? Không biết anh Sơn còn đây không?
tao đập sưng rượu má te tua, không 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 te tua không làm người luôn á, rượu má kè đó đó anh Lâm Dương, tức là bây giờ em nói em nói giờ đưa ra cái kèo Lâm Dương với ông là nghị quyết 36, em nói anh Phạm Dương đại diện bên này, chú Cầm đại diện bên kia thì ông không chịu, ông nói không, bây giờ nếu mà kèo ngược lại thì ông chơi, tức là ông sẽ đại diện trong nước, còn anh Sương đóng giả ở kèo bên kia đó, anh Sương đồng ý không, thì bây giờ chú Cầm sẽ đưa ra điều kiện đâu có Sương đã